Xin chào tất cả các bạn, trở lại với cuộc sống nông thôn hôm nay thì tôi xin giới thiệu với bà con và các bạn về cái cuộc sống ở quê mình các bạn ạ. Tức là những người ta phải đi mò cua bắt hến để người ta có thể là kiếm được tiền để mưu sinh. Mà tôi làm video này để tôi muốn tái hiện một cái phần của cuộc sống ở quê tôi, xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây các bạn ạ, đây là người đang phải đi mùa hến bắt cua. Bà ơi, bắt được nhiều không bà? Vâng, rất nhiều đó. Chai hay là hến bà? Vâng. Đấy, giờ được bắt được một bì đấy còn gì, bì dày đấy còn gì. Đấy, đấy, trong quay cái dày này, trong quay cái nào, và quay cái dày này trong. Đấy, rất là nhiều chai các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều. Đấy, rất là to các bạn. Đây. Ai có nhu cầu mua hến nó ăn nấu cay hoặc là mua chai thì liên hệ lại mình nhé. Những người này ta mỏ xong nó bán rất là dễ bạn. Cô bà đang mỏ. Quay cái lúc mà cái chú mới đánh kích mà cá